Kính chào các bạn, cảm ơn các bạn đến xem kênh ủng hộ mình nhé. Hôm nay mình mời các bạn cùng đến nhà hàng tên là Nếp Coffee and Brunch ở Fountain Valley, miền Nam California, cùng ăn brunch với bạn mình nha. Các bạn có biết chữ brunch nghĩa gì và từ đâu ra không? Brunch có nghĩa là bữa ăn, nó phối hợp giữa sáng và trưa. Brunch á, nó được phối hợp từ hai chữ. Breakfast có nghĩa là ăn sáng, lunch á, có nghĩa là ăn trưa. Người ta lấy hai chữ đầu của chữ ăn sáng là BR và bốn chữ cuối của chữ ăn trưa là UNCH nối lại thành ra chữ brunch. Nối lại thì nó thành chữ brunch cho các bạn. Brunch á, là nó mở cửa là thường thường á, là từ 11 giờ sáng và nó đóng cửa lúc 4 giờ chiều. Hồi xưa đó là chỉ có thứ bảy, hồi xưa là thứ bảy người ta đi chơi trễ, ăn chơi trễ rồi sáng chủ nhật á người ta ngủ dậy trễ, người ta đi ăn trễ, thành ra hồi xưa brunch là thường thường người ta biếm chỉ cho chủ nhật. Nhưng mà Hưng nghe nói năm 1990 á thì là cái brunch nó phổ biến quá, thì cái người ta làm nó ra thành thứ bảy và chủ nhật. Nhưng mà ngay thời đại bây giờ đó thì bây giờ đó là brunch là nó mỗi ngày luôn. Có nhiều nhà hàng họ mở để chữ brunch nhưng mà nó mở mỗi ngày chứ không còn là thứ bảy hoặc là chủ nhật nữa đó các bạn. Brunch á, cái khác nhau giữa brunch với lại cái bữa ăn sáng hoặc là ăn trưa thường á, là brunch á, thường thường họ có phục vụ rượu như là champagne and cocktail. Họ serve phục vụ champagne với lại cocktail. Còn bữa ăn sáng thường á, thì thường thường với lại ăn trưa thường á, thì thường thường mình uống nước cà phê, nước cam, nước trái cây hoặc là nước lọc là vậy. Các món ăn brunch của người Mỹ bên này á là thường thường sáng ăn trứng la, trứng ấp la, trứng đổ chả, trứng chiên, trứng hấp này nọ, cũng như là nhiều dày trứng như mấy cái món ăn sáng đó thì là ấy. Nhưng mà brunch á là thường thường á nó phối hợp lại tất cả những cái món đó và cộng thêm giống như là cái, rồi cộng thêm cái món ngọt giống như là waffle là bánh kẹp tiếng Việt mình đó, rồi pancake, rồi mấy cái món ngọt, những cái gì đó, mấy cái đó nó phối vô. Rồi có nhiều khi nó có sandwich giống như bagel, bánh sandwich cho bánh mì kẹp với thịt này nọ đó, nó ấy đến buổi trưa, cái ăn nó giữa sáng và trưa nó nhẹ nhẹ như vậy đó. Nhưng mà hôm nay á, thì mình muốn nói chuyện về cái nhà hàng Nếp, là nhà hàng của Việt Nam mình nhưng xây theo cái kiểu hiện đại để mà thích hợp với giới trẻ thời này. Đi làm rất là bận rộn, không có thời giờ đó các bạn. Nhưng mà khi rảnh á thì giới trẻ của mình á đi ăn với bạn bè, với gia đình, ra nhâm nhi uống cà phê rồi ăn nhẹ nhẹ chơi ở cái quán brunch này. Nhớ là cái quán này á thì thường thường á họ mở cửa từ 11 giờ sáng cho đến 4 giờ, họ đóng cửa lúc 4 giờ chiều. Đó, cái đồ ăn của họ nhẹ nhẹ mà họ làm. Nhà hàng Nếp á là họ làm món ăn Việt giống, nhưng mà họ được phối hợp với lại cái cách nấu và cái cách trình bày của ngoại quốc á, người ta gọi là Asian Fusion đó quý bạn. Món ăn ở đây nó ngon, nó mới mẻ, nó rất là ngon và mới mẻ. Mỗi phần đem ra đó thì là trình bày rất là đẹp, sang trọng và hấp dẫn. Nhưng mà các bạn nhớ nha, nó nhỏ nhỏ chứ nó không có phải là nó bự như cái tô phở của mình đâu nha, hay là cái dĩa cơm tấm bự thiệt bự của người mình. Nó rất là đẹp, nó rất là sang trọng. Mùi vị á, thì là giữa người Việt với lại và ngoại quốc, rất là đậm đà và thơm ngon mới lạ. Khi nào rảnh á, mình mời các bạn có dịp á thì đến miền Nam California đó, nhớ ghé vô Nếp để cảm mà quý ăn thử nghe các bạn. Cùng mình và bạn mình đến nhà hàng Nếp để thưởng thức những món ăn Việt phối hợp với ngoại quốc, nó ra một cái vị rất là mới lạ và hay ngon lắm đó quý bạn. Các bạn ơi, nếu các bạn chưa đăng ký, tức là subscribe đó, thì xin quý bạn vui lòng nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Và nếu quý bạn đã đăng ký rồi, tức là đã subscribe rồi đó, thì xin quý bạn cho mình cái like, là cái thumbs up, hoặc là share, có nghĩa là chia sẻ với mấy bạn khác, hoặc là đánh vô cái comment đó là viết về cái gì, mình cần phải thay bớt cái gì, giống vậy đó. Cảm ơn quý bạn đã đến xem kênh ủng hộ mình ha.